Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại trong studio có nhạc sĩ Cao Tiên và Duy Thành Tám. Hai thầy trò muốn làm một cái bài nhạc của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, đó là bài Tình Kỹ Nữ. Tại có một quý thính giả cũng là trên mạng nói là nếu mà em muốn học về pentatonic scale của E minor, những câu gì em sẽ bỏ trong bài Tình Kỹ Nữ. Thì nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân viết cái này trong E minor. Tại sao người ta gọi là pentatonic? Pen có nghĩa là five note, tonic. Five note có nghĩa là người Việt Nam mình thổi là thường là ngũ cung, năm em, năm âm. Trời ơi, năm em mắc cười quá ha. Thì năm âm, sorry quý vị, đầu năm mà có năm em rồi chắc không đánh nổi. Năm âm, thì trong đó là những âm của mình nằm trong cung mi thứ. Bây giờ chưa nói về ngũ cung, thì hệ thống ngũ cung, bây giờ nói hệ thống hợp âm mình sẽ đánh của bài này Tình Kỹ Nữ. Hợp âm đầu tiên quý vị sẽ thiếu là hợp âm E minor. Hợp âm thứ hai là A minor la thứ. Hợp âm thứ ba là D7. Bài nhạc này có những hợp âm đi qua D7 và G major. Nếu quý vị nào bấm được cái thế này rất đẹp thì bấm vô. Hoặc là cái thế này cũng được, country music người ta xài thế này. Hoặc không được nữa là cái thế thứ ba, đơn giản nhất là chỉ một ngón. Rồi hợp âm đô trưởng. Cái hợp âm khó nhất mà nói là nhạc sĩ Cao Thiên thường mới đi. Thầy ơi, cái hợp âm này bấm sao? Bây giờ chỉ cái mánh khóe trước, đánh cái rê trưởng trước, rồi sẽ nói đến hợp âm F sharp minor 7 flat 5. Có nghĩa là hợp âm pha thăng thiếu. Đó, là pha thăng thiếu. Mà nó là thứ mà nó thiếu ngay cái fifth của nó. Thì giờ mình lấy cái rê trưởng trước, move cái rê trưởng lên cái bậc thứ hai của cái ti. Rồi thêm vô một ngón út. Bây giờ mình thổi bỏ ngón út nhờ đi cần ngày, rồi kéo nó xuống bậc thứ 9 ngay đây, bỏ ngón út vô đây. Đó là hợp âm. Thì giải thích một lần nữa, muốn đánh hợp âm này, tại hợp này gọi diminished 7 của cái B7 đây, rồi mình mới đệm vô đây. Ví dụ đoạn nhạc: ta tiên cho em trong cuộc đời là người, ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi, người đời vô tình giày xéo lên em, người đời vô tình giày xéo lên em, người đời vô tình giết chết đời em. Là quý vị là ok, tất cả hệ thống đa năng nick có 8 hợp âm. Bây giờ nhiệm vụ của nhạc sĩ Cao Tiên ngày hôm nay là mỗi lần thầy hát cái bài Tình Kỹ Nữ, mà khi em thấy cái gì mà nó có mi thứ, em bỏ những câu này nó sẽ vô. Cái này gọi là pentatonic scale mà using guitar. Những nốt này em sẽ bỏ vô. Đánh lại một lần nữa. Rồi làm được, lúc đó mình hãy chuyển phím. Bây giờ cái level mà dạy internet không thể học một ngày với việc bắt đầu chuyển phím như vậy. Cái lý do mà dạy là dạy những cái gì đơn giản nhất, technique về phím, quý vị sẽ học sao. Duy Thành không sợ quý vị mà học lầm là tại vì cái người thầy không chỉ hết. Không có 5 phút làm sao mà chỉ được tất cả alternate fifth. Chính vì lý đó pentatonic ngũ cung ngày hôm nay nó chỉ là những stroke down đi xuống hết nha, cho dễ. Rồi khi quý vị và các bạn đã quen rồi thì mình speed up nó chút xíu. Mình có thể mở từ 70 lên 80, 90 rồi 100. Có thể quý vị speed up lên được 120 thì cái độ lẹ nhất Duy Thành có thể đánh được. Bây giờ để đi tra cái chậm nhất nha. Đó, rồi bây giờ cái người mà hay mà giỏi có thể regular những cái ngón của này mình đổi thành cái phím số 1 và số 2. Bây giờ nó sẽ đổi ngón. Thì cũng tương tự, nếu quý vị nào không có hợp ngón thì vẫn giữ lại cái những cái technique mà cái kỹ thuật của ngón cũ lại, mà bây giờ chỉ đổi ngón thôi. Đó.
đây. Tại cái tâm lý của mình á, mình cứ nghĩ là trong mi nó sẽ có đô, nó chỉ có hợp âm đô thôi. Thì cái vô tình ngày hôm nay cái mistake này để là kỵ ở trong E minor scale không có nốt đô. Thành ra lúc mình rồi nếu mình đánh sai nó sao vậy? Cũng sai luôn. Rồi có nghĩa là gì? Tập riết quý vị sẽ không đụng những nốt không phải là của E major. Sau đây là phần demonstrate của nhạc sĩ Cao Tiên. E minor scale đánh cái phần ở trên của cần đờn, dừng lại nốt mi, rồi đánh lại một lần nữa. Rồi bây giờ cái này là position của cái phần upper, rồi giờ second half của nó lần cao hơn, đi từ nốt mi của dây rề đi xuống luôn dây mí của cái dây số 1 luôn. Rồi đánh ngược lại. Bây giờ tự do đánh mà không cần suy nghĩ, muốn dừng chỗ nào dừng, nó nằm chỗ nào là phải nằm scale. Rồi bây giờ em sẽ demonstrate chung với một cái câu nhạc, thì em sẽ bỏ một cái nốt nhớ khi mà dòng nhạc bắt đầu dứt, thì Cao Tiên sẽ dừng lại ngay nốt mi, bất cứ nốt mi thấp, mi cao, mi của dây số 6 hay là nốt mi đó, nốt y của dây số 4 hay là nốt mi của y. Mình phải dừng lại một nốt mi tại cái hợp âm chủ âm của mình, bài nhạc Tình Kỹ Nữ của nhạc sĩ Trịnh Anh Nông, dừng lại bằng nốt y. Bây giờ đi chung với nhạc. Rồi bỏ scale vô. Bỏ ra. Ta 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 ta. Gửi đến quý vị cái câu mà mình bỏ vô, mình thêm chút xíu cái nốt, hoặc là ý với mình nhấn nè, nữa nè, còn nắm nguyên nè, có nghĩa là một nửa cung hoặc một nguyên một cung, thì hoặc là người ta tới đó người ta đó, hoặc nửa cung nè cũng được. Nhạc jazz thì người ta nữa, mà nhạc pop music thì mình bỏ câu đó. Bây giờ em cho thầy chung với cái bên keyboard, cái E minor, hit nó nút đỏ thôi, hit nó nút đỏ rồi. Chỉ dùng cái đường keyboard để demonstrate một cái view của bên nhạc sĩ Cao Tiên bên kia, là cái cách bỏ cái nốt của pentatonic vô cái bài nhạc. Những khi mà em Cao Tiên thấy cái gì mà có E minor của cái trang thứ nhất của em á, nó có cái E minor thì em được quyền bỏ vô trong một thời gian ngắn nhất. Còn nếu mà lợi dụng mà nó dài á, thì mình cả một khuôn thì mình đánh theo cứng khuôn. Còn tăng 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 là mình dừng tại đó, tăng 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 tăng, mình đi demonstrate rồi. Bây giờ bài nhạc này quý vị thưởng thức sẽ là vừa demonstrate và vừa là actually trên sân khấu. Người ta sẽ xài cái pentatonic trong tất cả những bài nhạc Việt hoặc là bài nhạc Mỹ. Cái trong đây thì cái đầu tiên em sẽ đụng chữ tá tiếc cho em, là cái pentatonic nó sẽ đụng vô đó. Rồi quý vị nghe tên chữ giết chết đôi em. Và lúc đó
đó, rồi dừng bend nó lên hoặc là gì đó, nhấn cái nốt lên. Tại cái người nghệ sĩ người ta nhờ cái bend, còn bên cái bend ở bên đây của Duy Thanh sẽ là cái nốt đen này, còn của nhạc sĩ Cao Tiên, tại vì đánh guitar họ cần phải hai cái nhạc đẩy lên. Đây là cái bài nhạc Demonstrate tình kỹ nữ, nhạc và lời của Trịnh Lâm Ngâm. Xin mời quý vị các bạn thưởng thức. Major Core. Chân thành cảm tạ. Bye bye. Anh Di Đà Phật.